Những công ty chuyên thuộc da này thì có công ty là chuyên thuộc da cho Hermes nè, công ty cùng công ty mẹ với Hermes này, hoặc là công ty cùng công ty mẹ với LV. Thì Kỳ Lân sẽ nhập từ những công ty như vậy, và những cái con họ sản xuất sẵn họ sẽ cung cấp cho mình, hoặc là những con mình đặt hàng độc quyền luôn. Thì những con cá sấu như vậy Kỳ Lân sẽ về làm những sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, hoặc là Kỳ Lân làm những sản phẩm để Kỳ Lân trưng bày tại showroom. Những con mà Kỳ Lân sử dụng thì Kỳ Lân sẽ trích những cái phần nhỏ như vậy để Kỳ Lân phối vào đây. Đó, vì vậy mỗi con Kỳ Lân chỉ trích một cái một thôi, không có nhiều. Cho nên chính vì vậy Kỳ Lân mới đảm bảo và cam kết rằng là mỗi cái ví là không đụng hàng với cái ví nào. Với phân khúc giá bình dân hơn những sản phẩm trước đây. Những sản phẩm trước đây thì da cá sấu nè, giá thành nó sẽ cao hơn, và bên trong Kỳ Lân lót bằng da cá mập hết, hoàn toàn là da cá mập. Và logo Kỳ Lân cũng đúc bằng vàng nguyên khối.